Em Tiến kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em. Rất vui mừng được gặp lại quý vị các bác, các anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Em tính theo âm lịch thì hôm nay ngày cuối tháng và ngày mai bước sang tuần tháng mới. Video này là một video em sắp đặt cho trong buổi đa phần là trong buổi ngày mai. Và ngày mai khi quý vị các bác anh em chúng ta xem video này thì em gửi lời kính chúc tới toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta một lời chúc ân ái cho một tháng mới. Kính chúc các bác các anh em chúng ta thật là dồi dào sức khỏe và làm ăn thật là may mắn trong tháng mới tới này. Thưa quý vị các bác cùng anh em, thì trước cái máy quay quý vị các bác cùng anh em chúng ta đang được nhìn thấy em Tiến vừa mới về được một đôi loa. Đó là đôi loa Yamaha Model NS590 sử dụng 3 way trên một thân thùng, tức là dòng loa 3 đường tiếng. Gồm có là một loa bát có đường kính 30 màng giấy gân zin nguyên bản các bác nha, gân nụa zin nguyên bản, và một loa trung, nó cũng là loa trung giấy, và một loa tép đôm mắt ngọc, tức là loa tép đôm mắt ngọc dòng Yamaha. Nó trang bị cái loa tép đôm có cái lõn là màu xanh và phối hợp với lại hai vi tinh chỉnh các bác nhá. Hai vi tinh chỉnh này sẽ tăng chỉnh cho giải cái loa bát, cái loa lời và cái loa tép các bác nhá. Đôi loa này là một đôi loa sử dụng thùng gỗ nặng màu vàng siêu đẹp luôn, và giá trong video clip đầu tháng này là một cái mức giá cực kỳ ưu ái cho quý vị các bác anh em chúng ta. Bây giờ thì mời toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với đôi loa. Đôi loa tuyệt đẹp luôn nhá, gầm kiềng vàng rất đẹp. Đôi loa Yamaha LS590. Đôi loa có chiều cao là 68, rộng 37, sâu 31, giá 8 triệu đồng các bác nhá. Giá 8 triệu đồng. Khi mà em cầm cái máy cái tay quay và em quay vào đây thì cái độ ngả nghiêng của nó không thể dễ chịu. Nó sẽ quá cái mức độ mà mình quay ngả nghiêng. Rồi một đôi loa siêu đẹp nha các bác nhé, siêu đẹp về thùng, quá đẹp luôn, tiếng loa cũng đẹp, mãn nhãn. Đôi loa Yamaha Model NS590 này có một công suất tối đa là công suất 70W trên một thân thùng loa, trở kháng 8 ohm các bác nhé, hàng made in Japan Nhật Bản. Và công suất dòng loa này nó đề công suất thật các bác nhé, công suất thật. Đó. Ok, dòng loa này là dòng loa các bác nghe đa thể loại nhạc và đồng thời hát karaoke trên đôi loa này cực kỳ hay, em Tiến bán khá nhiều. Và đây là cái căng của nó. Và mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với chiếc bên này. Chiếc này bật cái căng luôn, và đây là nguyên bản cái căng này. Cái căng thì tuyệt vời đẹp. Thùng thành vách đẹp, tuyến loa đẹp các bác nhá. Quá đẹp luôn. Đó. Quá mỹ mãn, quá đẹp. Thùng thì bóng nặng các bác nhá. Tuyệt vời đẹp luôn. Không có điểm chê. Đây em chưa lau chùi nhá, lau chùi còn bóng nữa các bác nhá, lau chùi còn bóng, nó sạch đẹp nữa, quá đẹp cho một đôi loa, không có điều gì để chê cả. Và giá 8 triệu đồng là một cái mức giá quá rẻ rồi các bác nhá. Và trong video này thì em Tiến ghép với lại một chiếc âm đi, đó là chiếc âm đi Luckman Model NV103. Chiếc âm đi này kết hợp chạy hai bóng đèn này, hay là các bác nhìn hai bóng đèn nó sáng này, và bốn sò than xanh đen ở trong đây, là nó liên kết vừa công suất đèn, công suất của nó là vừa bóng đèn và vừa sò than xanh đen, điện 100V. Dòng này có chất âm cực kỳ ngọt và sắc, âm thanh của nó cao, trong trẻo, cực kỳ hay. Chiếc âm đi có giá là 5.500.000 các bác nhá. Giá 5.500.000. Một cái mức giá cực mềm, mà đôi loa này, chiếc âm đi này có chất âm hay và đánh vào bất cứ dòng loa nào mà các bác anh em chúng ta thích nhá. Thì công suất của em nó là 250W thì phải các bác nhá. Công suất 250W chính xác luôn. Rồi giá của chiếc âm đi Luckman Model NV103 vừa giới thiệu có giá 5.500.000 các bác nhá. Thì đôi loa có giá 8 triệu đồng. Bộ sản phẩm bao gồm có giá là 13 triệu. Đôi loa có giá là 8 triệu mới này 500. 8 triệu mới này 5.500.000. Thì vị trí đó là 13.500.000 các bác nhá. Rồi ok. Thì bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta cùng đến với buổi thẩm âm test âm thanh đôi loa này. Một bài hát rất quen thuộc và bài hát rất là hay các bác nhá. Em lấy nhạc mạng xuống. Nếu có
Cảm ơn quý vị, các bác cùng anh em chúng ta rất là nhiều. Một bộ phối ghép âm thanh cực kỳ hay, phải không quý vị, các bác cùng anh em? Và bộ âm thanh như này chúng ta chỉ cần kẹp thêm một con vang vào nữa, và chiếc mic có dây hoặc không có dây, chúng ta karaoke gia đình chúng ta rồi. Cảm ơn quý vị, các bác, các anh em chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị, các bác, các anh em chúng ta trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị, các bác.